Cái dương và bản tin an ninh cận cảnh xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với bản tin vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh l 34 Ngay sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. quý vị, liên quan đến vụ chủ tiệm tiệm tạp hóa ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An bị đâm tử vong mà chúng tôi đã đưa tin trước đó vào ngày 29 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Thanh Tuấn, 46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người. Trước đó khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 4, Tuấn chạy xe máy từ nhà đến tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Mộng Kiều, 48 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa để giải quyết chuyện tiền bạc giữa hai cá nhân. Tuấn dùng hung khí lao vào đâm nữ chủ tiệm tập hóa này, khiến cho nạn nhân tử vong. Tuấn đã uống thuốc trừ sâu để tự tử sau khi gây án và được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Long An để điều trị. Hiện tại Tuấn đã hồi phục sức khỏe. Thời gian gần đây trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ có nhiều quán ăn, quán cà phê, tiệm sửa xe cho bản hiệu có nội dung quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá một cách công khai. Các bản quảng cáo này xuất hiện công khai ở mặt tiền các tuyến đường lớn của quận Cái Răng. Khi tìm thông tin trên Google thì đường link dẫn đến nhiều trang web cá độ cờ bạc. Các trang web này cung cấp các trò chơi trực tuyến như là live casino, sổ số, số, game bắn cá, game chơi bài, đá gà. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, các bản quảng cáo này là không được phép. Sở đã chỉ đạo thanh tra khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra chấn chỉnh và xử lý. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng trực thuộc khẩn trương tiến hành kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa có báo cáo tình hình tai nạn giao thông ngày 29 tháng 4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Theo đó, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, khiến 16 người thiệt mạng và 20 người bị thương. So với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương cũng trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý 9.248 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm về nồng độ cồn 2.228 trường hợp. Về tình hình ung tắc giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cục cảnh sát giao thông cho biết từ 13 giờ đến 23 giờ ngày 28 tháng 4 và từ 5 giờ đến 8 giờ ngày 29 tháng 4 lưu lượng phương tiện tại khu vực cửa ngõ, các tuyến cao tốc, quốc lộ tiếp giáp tăng đột biến theo cả hai chiều ra và vào thành phố. Chiều 29 tháng 4, mật độ lưu thông trên quốc lộ 1, địa bàn tỉnh Tiền Giang hướng thành phố Hồ Chí Minh, cầu Mỹ Thuận tiếp tục tăng cao. Tại nhiều điểm nóng trên quốc lộ như ngã tư Đồng Tâm huyện Cho Thành, ngã ba Văn Cang, cầu Mỹ Đức Tây, ngã ba An Thái Trung huyện Cái Bè đã xảy ra ủng ứ giao thông cục bộ. Đặc biệt, khu vực quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu phía Tiền Giang và Bến Tre vào chiều 29 tháng 4 liên tục xảy ra ủng ứ giao thông do mật độ xe máy, ô tô từ hướng Tiền Giang qua cây cầu này quá cao. Trạm thu phí BOT cầu Trạch Miễu đến 16 giờ chiều 29 tháng 4 đã 7 lần xả trạm để không xảy ra ủng ứ giao thông kéo dài. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực tại các điểm nóng để điều tiết giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 ngày 29 tháng 4 trên quốc lộ 62, đoạn qua ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong. Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ gần 40 tuổi điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến quốc lộ 62 hướng từ thành phố Tân An đi huyện Thủ Thừa. Khi đến khu vực ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, do mặt đường xấu, người phụ nữ điều khiển xe máy té ngang xuống đường vào gầm xe tải, mang biển kiểm soát 62H00179, chạy cùng chiều bên cạnh do bất ngờ tài xế xe tải không kịp xử lý bánh sau xe tải cán lên người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ tài xế xe tải rời khỏi hiện trường sau đó vụ tai nạn xảy ra vào đúng dịp nghỉ lễ khiến cho nhiều phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn hiện vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng xác minh làm rõ Ngày 29 tháng 4 tại khu vực bản Nà Lốc, thị trấn Ít Ông, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, công an huyện Mường La đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng bị bắt là Hờ A Phổng sinh năm 2004 và Mùa Thị Sông sinh năm 1967 là hai mẹ con cùng trú tại xã Triền Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tăng vật thu giữ tại chỗ 4.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác. Các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để mang sang Yên Bái bán kiếm lời đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ Ngày 29 tháng 4, một người đàn ông điều khiển xe máy 84C1-73006 lưu thông trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương để đi về Tiền Giang. Khi di chuyển đến đoạn giữa km 11 và km 12 thuộc địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An, thì bất ngờ va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 77C-14748 kéo theo rô mốc 77R-02035 đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến cho người đàn ông đi xe máy té ngã xuống đường, bị thương và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn phương tiện bị hư hỏng khiến khiến cho các phương tiện bị ùn ứ di chuyển chậm kéo dài trên đường. Nhận được tin báo, đội tuần tra cảnh sát giao thông số 7 cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 29 tháng 4, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong. Nạn nhân bị tử vong là ông Trần Văn Tê, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sóc Trăng theo thông tin ban đầu tối cùng ngày một người đàn ông điều khiển xe máy cho ông tê phía sau lưu thông trên đường thủ khoa hưng khi đi đến đoạn đường thuộc phường bình chuẩn thành phố thuận an thì xảy ra va chạm với một chiếc xe máy do một phụ nữ điều khiển đi cùng chiều Cũng va chạm khiến cả ba người đi trên hai xe máy ngã xuống đường đúng lúc này một chiếc ô tô bốn chỗ lưu thông theo chiều ngược lại đã tông trúng ông tê cả ba người bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông tê đã tử vong Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép ma túy. Cụ thể, khi tổ tuần tra lực lượng cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô đang di chuyển với tốc độ cao, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tuy nhiên đối tượng đã ngay lập tức tăng ga rồi tông thẳng vào tổ công tác hồng thoát thân. Tuy nhiên, tổ công tác đã khống chế thành công. Đối tượng khai tên Quảng Văn Tiến, sinh năm 1987, hiện tạm trú huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Qua quá trình đấu tranh, đối tượng Tiến đã tự giao nộp cho tủ công tác số ma túy đang mang đi bán, gồm 10,15 gram heroin và 0,54 gram hồng phiến. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngày 29 tháng 4, một vụ va chạm xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai tại km 185 200. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách biển số Hà Nội do tài xế NTNL sinh năm 1987 trú tại Phú Thọ điều khiển đi hướng Lào Cai Hà Nội. Tới địa điểm trên, xe mất lái quay ngang chắn cao tốc. Sau đó, ô tô khách do ông NLVK sinh năm 1973, trú tại Phú Thọ cầm lái ở hướng ngược lại, đã đâm trực diện vào xe khách đang chắn ngang đường. Vụ tai nạn khiến cho tài xế NLVK tử vong tại bệnh viện. Tài xế NTNL bị thương được đưa đi cấp cứu. Giao thông qua đoạn xảy ra tai nạn bị ủng tắc cục bộ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng trên địa bàn đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện và điều tra nguyên nhân. Và cuối bản tin là thông tin thời tiết tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ trưa mai trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.